Đời cầu thủ, ấm lòng nhất là có được sự nghiệp thành công trên sân cỏ và có một mái ấm riêng cho mình. Nhưng người ta vẫn nói, con đường thành công chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng. Và với những cầu thủ nổi tiếng lại càng rông tố. Hôm nay, hãy cùng Nextport điểm qua những câu chuyện tình yêu viên mãn nhất của làng cầu thủ Việt. Đầu tiên, không thể không nhắc đến trường hợp của Công Vinh và Thủy Tiên. Họ là đôi trai tài gái sắc được ví như David Beckham và Victoria Beckham của Việt Nam. Và cũng giống như Beck và Vic, tai tiếng, dị nghị, dèm pha là điều Công Vinh và Thủy Tiên không thể tránh khỏi. Tình yêu với Công Vinh công khai cũng là lúc gạch đá dư luận bủa vây ca sĩ Thủy Tiên. Rất nhiều câu chuyện xảy ra trong cuộc tình của Công Vinh và Thủy Tiên. Nào là tiếng chê từ fan hâm mộ, dư luận đặt nhiều dấu hỏi như họ đang diễn hay họ làm giàu. Ai cũng nói cô ca sĩ sẽ làm hư chàng cầu thủ tài năng của bóng đá Việt. Ai cũng dèm pha cô sẽ là vận rủi đeo bám gây ra chấn thương cho Công Vinh. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu, dị nghị, dân mạng có thể chiến thắng trên bàn phím, nhưng Công Vinh và Thủy Tiên đã chiến thắng chính họ và bền chặt bên nhau ngần ấy thời gian. Chuyện tình của Công Vinh và Thủy Tiên được ví như cuốn phim Hàn lãng mạn, chỉ có sự khác biệt là chuyện tình của Công Vinh và Thủy Tiên chọn đoạn kết có hậu thay vì bi thương để lấy đi nước mắt của khán giả như nhiều câu chuyện tình yêu trong phim Hàn Quốc. Tiếp đến, chúng ta cùng nhắc đến mối tình giữa trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Quỳnh Anh. Tính đến đám cưới ngày 9 tháng 2 vừa qua, đôi bạn trẻ đã có đến 5 năm quen nhau và 4 năm yêu nhau. Trải qua biết bao thăng trầm và khó khăn, 2 năm công khai tình yêu trước khi cưới cũng là 2 năm giông tố bao vây Duy Mạnh và Quỳnh Anh. Không khó để chúng ta tìm kiếm hàng chục bài báo, bình luận Quỳnh Anh, một tiểu thư nhà giàu còn đau mỏ, ăn bám người yêu cầu thủ, kiêu ngạo và khó gần. Còn đối với Duy Mạnh, đó là nhà nghèo còn trèo cao, chênh lệch xuất thân. Người ta luôn luôn tìm kiếm lý do để lôi đôi bạn trẻ vào những cuộc tranh luận không hồi kết. Duy Mạnh chơi tệ, người ta đổ lỗi cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh kém duyên, người ta lại lôi Duy Mạnh ra chỉ trích. Họ bên nhau bằng sự kiên trì, tình yêu và sức mạnh. Trải qua 4 đời huấn luyện viên, Duy Mạnh vươn lên trở thành ngôi sao của đội tuyển Việt Nam. Quỳnh Anh thừa hưởng máu kinh doanh từ bố và đã sở hữu một cửa hàng thời trang có tiếng, làm mẫu ảnh và quảng cáo sản phẩm. Ở thời điểm sự nghiệp thành công nhất thì hai người quyết định dọn chung về một nhà. Ở tuổi 24, họ đã có gần như tất cả mọi thứ, tình yêu và sự nghiệp. Cuối cùng, ắt hẳn là cặp đôi Đỗ Hùng Dũng và Triệu Mộc Trinh. Năm 2016, Hùng Dũng được gọi vào đội hình chính của Hà Nội T&T, đóng góp rất lớn vào chức vô địch của câu lạc bộ năm đó. Giới chuyên gia đánh giá, Hùng Dũng là một tiền vệ đánh chặn xuất sắc mà còn có cả lối chơi bóng cực kỳ thông minh. Tuy nhiên, cái duyên với đội tuyển quốc gia liên tục lảng tránh chàng tiền vệ này. Đến năm 2018, Hùng Dũng lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Và ngay trong năm đầu tiên khoác áo đội tuyển, anh đã thành công cùng các đồng đội khi giành chức vô địch AFF Cup 2018 và tiến vào trận tứ kết Asian Cup 2019. Điều này đã thỏa mãn rất nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam. Dũng Chip được mệnh danh là khá kín tiếng về chuyện đời tư cá nhân nên chuyện tình Mộc Trinh cũng không quá rầm rộ. Hùng Dũng cho hay, anh và vợ quen nhau từ khoảng năm 2015 trong một dịp năm mới. Sau 4 năm yêu nhau, cả hai đã đi đến hôn nhân vào tháng 4 năm 2019. Anh thông báo lễ cưới với bạn gái Triệu Mộc Trinh trên mạng xã hội chỉ vài ngày trước khi chính thức lên xe hoa, khiến không ít đồng đội và người hâm mộ bất ngờ. Đối với cầu thủ 26 tuổi, bà xã Mộc Trinh là người hết lòng cảm thông cho công việc của anh. Khi chồng thi đấu xa, cô đảm đương mọi việc trong gia đình và chăm con nhỏ. Một Hùng Dũng kín tiếng, tưởng chừng nhút nhát, đã nổ hai phát súng quan trọng nhất đời mình là kết hôn với mối tình đầu đời và sinh đứa con đầu lòng trong thời điểm sự nghiệp có thể nói là thăng hoa nhất. Trên đây là những câu chuyện tiêu biểu về những mối tình viên mãn trong làng bóng đá Việt. Hy vọng trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục mang đến những mối tình hạnh phúc để cả trên sân lẫn ngoài sân, người hâm mộ và cầu thủ sẽ được hưởng sự hân hoan. Nextport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.